I'm rich. Hello everybody, welcome to Health VKT. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Health VKT. Thì hôm qua video phần 3 mình đã làm về cái phần ăn event rồi, nhưng mà ăn chỉ được có 1.600 à, sáu mấy à. Thì hôm nay mình sẽ ăn cho nó full 2.000 để lượm cái chìa khóa bạc. Đó. Thì hôm nay mình lại tiếp tục nạp 10 kim ha. Lại được 10 cái chìa khóa bạc. Hôm qua là ăn full với lại nạp luôn là được 26 nè. Đó. 26 cái chìa khóa bạc. Là cũng hơi nhiều rồi đó, 36 cái chìa khóa bạc rồi nè. Đó. Chút nữa mình ăn là full 2.000 là được thêm một chìa khóa vàng. Đó. Full 2.000 ha, đạt mốc 2.000 là được chìa khóa vàng. Đó, xong sẽ lên mua. Mua cái bảo rương hoàng kim mở. Đó, thấy phê chưa? Phê chưa? Nhiều bạn hỏi là mình ăn mình nạp chi dữ vậy? Game này nạp nhiêu đó là ít đó các bạn, 500.000. Đó, mà rất là nhiều đồ. Hôm qua giờ kiếm được lại khá khá. Đó. Rồi. Thì bây giờ mình chạy qua bên ông event. Về đó nào. Đây, về đây thì nó hơi nhộn nhịp ha. Đó. Rất là nhiều người buôn bán xe cộ đồ tùm lum hết trâu rồi xe ngựa, xe tăng gì tùm lum hết nè. Đó, nhóc luôn. Đây, hôm qua mình ăn được 1.662. Đó. Full là 2.000 ha, 2.000 thì sẽ được một cái chìa khóa vàng. Ok. Rồi bây giờ mình giới thiệu cho các bạn một cái nữa ha, đó là cái tính năng VIP. Tại vì hôm qua là cái video kia là mình chưa lên được cái VIP 5. Thì hôm nay mình lên được VIP 5 rồi. Thì để mình vào review sơ cái VIP cho các bạn xem. Rồi sau đó mình sẽ nói công dụng của VIP ha. Rồi chúng ta vào cái trang chủ của Võ Lâm. Đây, trang chủ của server Thiên Địa Võ Lâm.com. Đó. Vào đây qua phần sự kiện. Xong qua phần hướng dẫn. Ở đây đâu rồi? Đây, hệ thống VIP, VIP đại gia. Đó. Ở đây là gặp NPC VIP đại gia ở trung tâm Ba Lăng Nguyện. Đó. Con số rất là đẹp, 200 tạo độ. Đây, một là nâng cấp VIP. Có tổng cộng là 15 cấp ha. Mỗi cấp VIP yêu cầu một số lượng accept VIP để lên. Đó, ở đây là VIP 1 cần 500. Đó. VIP 2 là cần 150. VIP 3 là cần 250. VIP 4 là 350. VIP 5 là 550. Nhưng mà lên mỗi VIP là nó sẽ reset lại nha các bạn. Đó. Đây, mỗi ngày nhân vật ăn tối đa 10 lần nâng accept VIP, mỗi lần tốn 50 điểm accept. Mỗi lần nhận được 50 điểm accept VIP và tiêu tốn 50 tiền đồng. 50 tiền đồng 10 lần ăn là 500. 500 là tương đương với nửa kim. Đó. Cũng rẻ đó các bạn. Nó có nhiều cái hay lắm. Là ăn là một lần, lần đầu tiên ăn là các bạn sẽ lên được là VIP 3 nè ha. Đó, tại vì 500 mỗi lần là 50, 10 lần là 500 điểm. Là ở đây cộng lại nè ha, đây là 200, 250 là 450, dư được 50. Đó, lần sau ăn thêm 500 nữa là sẽ lên được VIP 4. Và ngày thứ 3 là chúng ta sẽ lên được VIP 5. Đó. Đây, hộp quà mỗi ngày nhân vật được phép mua một hộp quà ở mỗi cấp VIP tương ứng. Đó. Ví dụ đạt VIP 3 thì mua được hộp quà 1, 2, 3 nè ha. Đó, mở ra. Rồi hộp phần thưởng nè, có kinh nghiệm, có tiền vạn, có điểm danh vọng, danh vọng liên đấu, có tỷ lệ ngẫu nhiên ra. Hoàng kim môn phái không khóa nha. Đó, nhấn mạnh từ đó. Hoàng kim môn phái mà là không khóa, mở được một cái là tiền về, tiền về. Đây, VIP 3 nè, sẽ được
60 tiền đồng gì nè. À, cái này là giá bán, giá bán cái gói VIP ha. Đó, đây là điểm A-ship. VIP 3 là được 30 triệu nè. Đó, là được 300 vạn. Điểm danh vọng là được 30. Điểm danh vọng liên đấu cũng 30. Điểm may mắn ra hoàng kim môn phái là 15. Đó, cứ vậy nâng lên. VIP 5 là được 25. Đó. Và VIP 15, trời ơi, nó ra nè, 75. Và rất là còn nhiều nữa ha, điểm may mắn này nọ. Và còn một cái nữa là các bạn sẽ được ưu đãi những cái event ha, mua giá rẻ hơn. Đó. Bây giờ vào game mình hướng dẫn thêm cái quyền lợi của VIP 5 trong cái event này ha. Rồi, hồi nãy mình có nói là mấy cái quyền lợi của VIP, thì bây giờ cái ông VIP đại gia nằm đây nè ha. Đó, ở Ba Lăng Quyện. Đây. Thì hôm qua mình đã ăn được cái VIP 5 rồi nè, đó. Đó. Hôm nay ăn đủ VIP 5 rồi, nhưng mà cái điểm VIP hôm nay mình chưa ăn nè ha. Và đó, hôm nay chưa ăn cái lần nào luôn. Còn y 10 lần ăn nè ha, chưa ăn. Đó. Còn ở đây nữa, đây. Vật phẩm nè, chúng ta có thể mua được là 1, 2, 3, 4, 5 nè. Ở đây đây mười kia mình để y đi ha. Để đi qua mấy cái kia coi còn coi có còn xu không. Còn xu lấy qua đi ăn cái ăn mấy cái shop VIP nè, mấy cái hộp quà cho các bạn xem. Để chờ mình chút nha. Rồi, sau khi mà vét hết mấy cái thì còn khoảng được 800 mấy ha. Bây giờ mình up VIP cho các bạn nè. Đó. Nâng kinh nghiệm VIP. Rồi đồng ý 10 lần, mỗi lần 50 tiền đồng nè. Đó. 10 lần là tốn hết 500. Mình còn là 370 nè. Đó. Giờ vô mua shop nè. Mua một hộp. Một hộp. Hai hộp. Ba hộp. 4 hộp. Rồi hết rồi ha. Nè, 1 2 3 4 5 đó. Rồi mình rồi bây giờ mình cất nó vào rương ha. Còn những cái vật phẩm mà ăn được thì nó gồm có cây xếp với điểm. Hai cái điểm ha. Đó. Cái điểm hai cái điểm đó là điểm có tiền vạn nữa nha các bạn. Đó, có tiền vạn này nè, đó. Và điểm danh vọng với điểm liên đấu, đó. Thì hồi nãy mình cứ so có cho các bạn xem á, các bạn quên thì các bạn có thể quay lại cái chuyên chủ coi ha. Rồi bây giờ mình đi vô mình cất bớt đồ với trả cái tiền đồng này coi. Trả bớt xu này coi. Rồi sau khi dọn dẹp cái kho xong rồi, cái túi xong rồi thì bây giờ mình đi đổi kim nguyên bảo này ra ha. Đổi ra rồi mới qua ăn cái event tiếp tục cho đủ 2000 ha. Rồi 3000 bây giờ mình chạy qua mình ăn event nè. Mở lên mua hoa hồng vàng nè ha. Đó, mua cái ưu đãi VIP đó, thấy chưa, chỉ có VIP mới mua được thôi. Ưu đãi khi mua hoa hồng vàng với giá 3 xu, đó, tiết kiệm cho các bạn là 2 xu, được không? Mà VIP 5 tới VIP 9 là mua tối đa là 1000 cái một ngày. Đó. VIP 10 tới VIP 14 có thể mua 5000 cái. Đó. Mua 5000 không? 5000 cho 10000. Nói chung là vậy. Bây giờ mình chỉ quan tâm tới VIP 5 thôi. Bây giờ chúng ta mua ha. Nhiều quá. Ô nhiều quá rồi, bỏ nhiều quá. Mua lại.
mua từ từ, mua ít thôi, mua 400 thôi, 200 cái đã, 200 rồi nó bớt rồi đó, rút bớt rồi, tiếp tục 200 với 300 là 500 rồi ha. Rồi tiếp tục hồng vàng VIP, rồi 500 nữa đó, 1000 chỉ tốn có 1000. Ôi tôi ăn dư rồi bay, mua dư rồi. Ok, để ăn tiếp đi, ăn hết đi rồi tính gì tính. Ý ở đây nó có gì? Reset, reset giới hạn vật phẩm, reset hả? Để lên, để tí mình lên coi lại cái event ha, để mình ăn trong full để nhận cái chìa khóa vàng cái. Ngon lành, ngon lành. Đấy rồi, đâu rồi, đây 1000, đó 1000, đâu rồi, à, no, đây. Rồi, bây giờ chúng ta ép nó vô ha. Bây giờ chúng ta đi đổi nè. Rồi bây giờ được 1000 cái nè ha. Rồi chúng ta đi kiếm chỗ nào vắng vẻ mà mở thôi. Mở chỗ này đông người quá, lắc máy luôn. Mai mà ẩn bớt rồi đó trời. Ủa tự nhiên tôi quay là ba lăng nguyện làm gì? Đây, quay về với những người anh em. Rồi xếp cho gọn gọn lại nào. Đó, đó. Rồi bây giờ chúng ta cùng mở nào. Qua đây là mở chỉ để mà dư là bắt đầu là dục qua mấy con, mấy con kia thôi chứ không có gì để bàn cãi. Ăn được 300 mấy, ăn được 300 mấy gói. Hồi nãy thấy có chỗ để là reset, để coi chút nó reset được không. Mà chắc là được chứ, ăn càng nhiều càng tốt mà. Rồi chuyển đồ thôi, tiếp tục đập. Gần lên 151 rồi các bạn ơi. Lên đây thì nó rất là ấy. Đu, được một cuốn Võ Lâm Mật Tịch nữa. 300 mấy nha, 300 mấy là nó sẽ đủ 2000. Gần đủ rồi đó các bạn. Đó, đạt tới giới hạn. Đây, chìa khóa vàng, chìa khóa vàng, chìa khóa vàng, chìa khóa vàng. Được thêm linh hồn đơn đại. Trời ơi, cất vô rương, cất vô rương, cất vô rương, cất những thứ cần thiết vô rương, cất vô luôn. Tiền không đó trời ơi. Đó, tiền không đó các bạn ơi. Tiền, tiền. Đó, chìa khóa lên được một mớ nữa. Đó, này bỏ bên đây. Rồi, mấy cái này để chuyển coi. Rồi, chuyển xong mình chạy qua ba lăng nguyện luôn ha. Rồi bây giờ vào ở đây, để ăn dư rồi nè. Ăn dư một hộp rồi nè. Đó, 2000, 2001 cái. Ở đây là giới hạn vật phẩm. Để mình vào trang chủ mình xem ha. Vẫn là trang web quen thuộc ha.
thiên địa võ lâm .com ha. Vào phần sự kiện, hôm qua tháng 2, lần nào đi qua đó mình cũng nhớ tới cái sự kiện năm mới hết. Trời ơi, event quá hấp dẫn các bạn. Rồi chúng ta quan tâm tới này ha. Kéo xuống, kéo xuống. Đây, nhân vật đạt cấp 50 có thể tham gia mỗi 2.000 lần một sự kiện. Mỗi vật phẩm, mỗi loại vật phẩm có thể reset giới hạn 5 lần. Mỗi lần tốn 5.000 vạn. Hồi nãy ở trong rương mình cũng còn ít ngàn. Vào reset ăn tiếp thôi. Rồi, bấm reset thử nè. Đó, reset, reset hộp quà màu vàng. Đó, thiếu 5.000 vạn. Chạy qua liền thủ phố nè. Đó, rút tiền nè. Được rồi, rút 5.000 vạn. Reset, reset hộp quà màu vàng. Đã reset rồi không? Vô coi coi. Đó, tiếp tục về bên kia ăn tiếp các bạn ơi. Còn 600 mấy hộp đập luôn chứ để làm gì. Nếu mà tính ra là ăn nữa là vẫn không đủ 2.000 nữa. Nên cứ để kim nguyên bảo đó. Có thể là video tiếp theo là mình ăn tiếp. Không thì để kim nguyên bảo mình mua rương hoàng kim ha. Đó. Bây giờ chúng ta đập tiếp 600 mấy nào. Đó. Trời ơi. Các bạn thấy không? Đồ nữa nè. Như đây là kiếm cũng lại cũng được kha khá cháo ha. Chứ không có việc là của nào của bỏ đâu các bạn ơi. Abrázame toda la noche, no nos queda mucho tiempo más. No quiero perder lo que queda. Đây còn 8, đây còn 8, 6 kim. Đó. Ở đây 10 bộ, 20. Đó. 20 và 45 cái chìa khóa, 45 cái chìa khóa bạc. Đó. 20 mảnh xích lâm câu. Đó. Và nhiều phần quà, nhiều cái đồ khác, ngựa đồ này nọ để bán ngon. Đó, rồi thêm cái gì nữa, chìa khóa vàng nữa chứ. Trời ơi. Rất là phê. Quẹo qua bên thôi hỏi đi, ở đây đi. Đó. Rồi, mình video này mình muốn nhắc lại một lần nữa cho các bạn ha. Đó là cái event nó có cái chức năng là reset ha. Bạn nào mà muốn ăn thêm thì cứ việc ăn. Thì reset một lần nó chỉ tốn có 5.000 vạn à. Đó. Và mát cái event 2.000 á thì chúng ta được là bao nhiêu ta? Được, nãy cũng không có tính nữa, không có ngồi tính. Nếu trừ ra là chắc cũng được 25 á, được 25 cái chìa khóa, đúng rồi, trừ hai cái 20 ra là được 25 cái chìa khóa bạc, một cái chìa khóa vàng và một viên cái viên gì nữa đâu rồi? Cái viên đây, linh hồn đa đơn. Đó. Và nhiều cuốn mật tịch này nọ, quần áo rồi ngựa. Đó. Thôi, nãy mới tính ốp, mới hót ra mà chợt nhớ lại thôi. Lấy kim nguyên bảo ra. Đem đi mua rương hoàng kim úp luôn, nôn nao quá. Không biết các bạn sao chứ mình là mình có là mình thấy mình nôn nao, mình háo hức chịu không nổi vậy, muốn mở liền vậy. Coi nó có được gì hơn không. Rồi đi đổi cái kim nguyên bảo cái. Đây là mình mới đổi 4 kim nè ha. Đó.
Trong tay mình giờ đang có là 45 cái chìa khóa bạc và 45 chìa khóa bạc và một cái chìa khóa vàng đó. Rồi bây giờ chúng ta vào tạp hóa nè, đó, bảo rương hoàng kim chúng ta mua. Như đây thì mua được 20 rương á. Sao vậy? Phải bấm vậy hả? Nãy không còn chỗ chứ còn chỗ là dứt luôn khoảng chừng thêm một kim nữa rồi. Đó. Vừa lại 2 kim ha. Rồi, rương hoàng kim nè, đó. Rồi, bây giờ ăn nha. Trước khi ăn là chúng ta quay lại cái trang chủ để xem coi cái rương hoàng kim ăn được cái gì ha. Nhớ nhắc lại cho nhiều bạn mà chưa xem cái clip ăn event 500k 550k đợt trước ha. Cái tập 3. Rồi, bây giờ mình lên trang chủ cho các bạn xem lại ha. Rồi, trang chủ quang thuộc thiên địa võ lâm.com. Rồi, vào phần sự kiện. Lần nào cũng vậy, vô đây là mình muốn hái lộc đầu xuân nè, thiệt chứ trời ơi. Tức hôm bữa không có chơi. Hy vọng là mai chiều admin sẽ xem xét lại và mở lại cái event ngon bổ rẻ đó. Trúng được cái iPhone là hay là các bạn là có cái game iOS chơi rồi ha. Mình sẽ test cho các bạn. Đó. Rồi. Đây là cái rương hoàng kim nè. Đó, có thể đi tiêu diệt boss, vượt ải, đi huyền, chinh phục viêm đế. Hoặc mua trực tiếp nè, mình mua trực tiếp cho lại ha. 200 tiền đồng. Ủa, sao nó ship chồng được mà nãy mình ship không được ta? Rồi, ở đây chìa khóa đồng bỏ qua. Ở đây mình có chìa khóa bạc và chìa khóa vàng ha. Ở đây là mở ra được bảo rương hoàng kim, cái gì? Bảo rương hoàng kim mở ra nè. Đó, lấy chìa khóa bạc mở là nhận được 50 triệu kim kinh nghiệm không cộng dồn. Đó. Còn đây là 20 triệu kinh nghiệm ha, áp dụng cho nhân vật level 45 trở lên. Đó, cũng hơi chua. Trang bị thiên tứ đó, cái này cũng được nè ha, cái này cũng được nè. Đó. Nhưng mà dưới này nè, trang bị hoàng kim môn phái đó, thiên ấn bảo hạp đó. Nè, ở dưới đây chúng ta có một cái chìa khóa vàng. Hy vọng ha, hy vọng là nó sẽ vào nè. Đó, đến nè, đến nè. Càng khôn xong tuyệt bội nè. Đó. Đó, mở được quá trời nè ha. Hy vọng là mở sẽ được ra cùi lắm bèo, nhất là ra hoàng kim môn phái ha. Mình đang ở võ đà ở giờ. Mình đang ở cái bàn ha. Ủa, ra một set tàu mặt lên được chứ. Chết luôn. Không thì ra mấy cái này nè. Đó, đem đi bán. Không đem xài hoặc đem bán kiếm tiền. Đó. Rồi, bây giờ vô game đập thôi. Náo nức quá. Náo nức quá các bạn ơi. Bây giờ mở bằng cái chìa khóa bạc trước đúng không? Đó. Mở 19 cái. Còn một cái thì mình dứt vô cái chìa khóa vàng. Đó. Vừa là 2 kim, mai mốt có gì còn ăn được event tiếp. Không thì bực quá dứt luôn. Đó. Chìa khóa bạc. Bạn nhận được kinh nghiệm. Thời buồn, một cái. Ngày ăn được có 15 cái rồi má ơi. Ăn hơn nữa là chỉ được có cái gì đó, quên rồi. Nhưng mà thôi ăn 15 cái thôi. Nữa, kinh nghiệm nữa, thì chứ. Nữa, kinh nghiệm nữa. Trời ơi, cầu xin cho nó ra cái vũ khí đồ hoàng kim môn phái đi trời. Tôi cái bang đó trời. Cái gì vậy? Mảnh ma hoàng ấn. Đó, một cái, bỏ qua. Chìa khóa bạc. Đó, nhận được cái này cũng ngon hơn là kinh nghiệm rồi. Tiếp. Lại kinh nghiệm. Ăn bao nhiêu rồi? 6 cái rồi. Tiếp tục nào. Trời ơi. Mà
Hoàng Kim Môn Phái má ơi. Tiếp tục. Hoàng Kim Môn Phái, Hoàng Kim Môn Phái, Hoàng Kim Môn Phái. Đó. Lại kinh nghiệm. Tiếp tục nè. Mở lên. Mở nào, gán rặn nè. Đó. Càng rặn càng không ra cái gì. Cái này nè. Đó. Thiệt luôn á. Tiếp tục. Cái gì đây, cái gì đây? Thiên ấn bảo hạp. Trời ơi, cái giá trị cao nhất của cái chìa khóa bạc đó trời. Trời ơi, thiên ấn bảo hạp. Tiếp tục, tiếp tục. Tiếp tục nè. À. Cái gì vậy, cái gì vậy? Đó, lại là mảnh. Bỏ qua đây. Ủa nãy là mảnh, mảnh đây là có mảnh 6. Ở đây có mảnh 1. Ok ok. Bao nhiêu à, 12 còn 3 cái nữa. Nhớ nha, 3 cái nữa. Trời ơi, thiên ấn bảo hạp. Ta muốn ra Hoàng Kim Môn Phái. Cái nữa nè. 2 4 6 cái nữa. Mở. Trời ơi, Hoàng Kim Môn Phái. Bao nhiêu rồi mấy cha ơi. 2 4 6. Trời ơi, mở nè. Ăn để tiếp tục kinh nghiệm. Ôi chưa, tao chưa một rương này ra nè. Dứt hết 4 rương này luôn. Dù sao thì ăn lố thì nó không có nhận được kinh nghiệm. Để ăn thử coi nó ra cái gì. Đó, mảnh. Mảnh hoàng kim. Mảnh hoàng kim. Được một mảnh 6. Một mảnh 1. Một mảnh 66. Tiếp tục, tiếp tục, tiếp tục. Đó, mảnh hoàng kim. Hai cái nữa, ráng rặn nè. Rặn nè, rặn nè, rặn nè. Ráng lên con. Trời ơi, thấy nhiêu đây là thấy, thấy lời rồi. Thấy có tiền rồi. Gì vậy? Hôm nay bạn đã sử dụng 18 cái. Bạn nhận được cái gì đó? Không thấy luôn. Cái nữa đi. Đó, mảnh. Trời ơi, bỏ vô thiệt chứ. Ba mảnh, ba mảnh, ba mảnh. Rồi. Cái này còn một cái nè. Đó, chìa khóa vàng. Ừ, thiên linh linh, địa linh linh, thiên linh linh, địa linh linh. Nhảy qua, nhảy lại. Mỗi ngày chỉ được ăn một cái chìa khóa vàng thôi nha các bạn. Trời ơi. Tèn tèn tèn, tèn tèn tèn, tèn tèn tèn. Chạy vòng vòng chút nào. Đó, thiên linh linh, địa linh linh. Trời ơi. Cho nó ra cái bội đi. Ừ, cho nó ra cái sông tuyệt bội hoặc là cái phù đi. Rồi thiên linh linh, địa linh linh. Mở nào, linh lên, linh lên. Một cái duy nhất ngày hôm nay. Một cái duy nhất. Mở. Một, hai. Hai gửi. 299. 299.9. Trời ơi. Không dám mở luôn thì chứ. Một ngày chỉ có một cái duy nhất. Mở. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Trang bị cấp 1 cơ. Bạn hôm nay đã sử dụng được một. Gì vậy? Gì? Đại hiệp bang bang mở được rương hoàng kim. May mắn nhận được xâm ngoan tinh vẫn lý gì đó. Xin chúc mừng. Đó. Có tiền, có tiền. Ai xà. Tính ra thì event nuốt hết thì cũng ok. Ok, tính ra rẻ. Với lại còn đây là hai kim. Hai kim cũng 110 đó. Để đó đi. Rồi, đồ thì chắc cái này quăng qua con hỷ hỷ xài luôn. Đó, còn mấy cái này thì để gom gom ghép thành món hoàng kim. Còn cái này thì để mở cái coi có gì không. Ấn hụt tính hệ kim nội công. Đó. Thôi chút rồi đổi. Rồi kết thúc cái event thì nói chung là vẫn còn hên ha. Mở cái chìa khóa vàng mà nó không ra được
cái càng khôn xong tuyệt bội với cái càng khôn phù, nhất kỷ càng khôn phù với hoàng kim môn phái là thấy cũng hơi buồn buồn đó. Nhưng mà cái này thì tính ra nó vẫn còn đỡ hơn là ăn kinh nghiệm ha. Để suy nghĩ lại với lại mấy cái này coi gom được bao nhiêu, có gì nếu được thì đập thêm tiền úp mấy con kia cho nó ăn full cái event để cho nó lên cấp chung với thằng này, rồi gom chìa khóa vàng chìa khóa bạc lại rồi ăn một lượt nữa. Các bạn nhớ ủng hộ kênh mình nha, đăng ký subscribe đó, đăng ký và bấm một cái quả chuông nha để nhận thông báo về những video mới nhất nha. Đó, các bạn cứ đăng ký và share cái video cho nhiệt tình vào thì mình sẽ mở làm tiếp những cái series tiếp theo ha. Ăn những cái event ví dụ như là mai chiều mình ăn hết nguyên cái vàng ạ của mình. Đó. Ăn xong rồi lại tiếp tục mở cái chìa khóa vàng ha. Một ngày được một cái ha. Đó, một ngày ăn được một cái chìa khóa vàng. Đó. Các bạn nhớ nha, nhớ ủng hộ kênh mình để kênh mình phát triển và có thêm kinh phí để mà up tiếp cái event cho các bạn nha. Đây, bye bye, xin chào các bạn. Nhớ nha, đăng ký, subscribe. Ai chưa like, share thì hãy like và share video nha. Còn bạn nào mà có ý kiến hay là muốn review cái gì hay là sự kiện đánh tống kim này kia cái nọ thì hay là nạp mua đồ ha gì đó thì có thể bình luận ở dưới ha. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn đã đón xem video của mình. Cảm ơn mấy anh đã hướng dẫn cho em nha. Bye bye, chào tạm biệt các bạn.